đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta nằm ở châu Á. Con đền văn hiến và văn hóa lâu đời, một quốc gia có truyền thống bảo lưu sử tích, sử làng, sử nước được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Đặc biệt là lễ mừng thọ. Lễ mừng thọ được coi là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam ta, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự kính trọng, tấm lòng hiếu thảo, cũng như đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ. Mừng thọ chính là mừng cái phúc được sống lâu, sống khỏe cùng với con cháu. Con cháu được mừng thọ cụ, ông bà, cha mẹ, đó là niềm vui, niềm tự hào, niềm hạnh phúc và phúc đức cho con cháu. Gia đình có người cao tuổi là được một cái phúc lớn. Có phúc mới được sống lâu, mới có con cháu để huề. Mỗi con người sinh ra từ ngàn đời đều mong sao có được ngũ phúc, đó là phú, quý, thọ, khang, ninh. Trong ngũ phúc thì chữ thọ đứng ở vị trí chủ. Người Á Đông từ xa xưa đã lưu hành với ý đối ca ngợi: tuế hữu tứ thời xuân tại thủ, nhân sinh ngũ phúc thọ vi tiên. Đó là điều mà ai cũng mong được trường thọ. Từ xa xưa đến ngày nay, mọi người đều chúc nhau sống lâu trăm tuổi hay bách niên giai lão. Vì chữ thọ bao hàm nghĩa rộng là thiên tước, có nghĩa là lộc trời ban. Người ta có quan niệm khá triết lý, những người sống thọ là người nhân hậu, người tâm đức, vì thiên lý tại nhân tâm. Những người sống thọ là hợp với lẽ trời, âm dương điều hòa, sống mà mọi cư xử chừng mực, làm gương để mọi người noi theo. Về thiên nhiên thì vũ trụ xoay vần theo chu kỳ, mỗi năm bắt đầu từ mùa xuân, sự sống và tuổi thọ cũng vậy. Mong được xuân thứ xuân lai, xuân bất tận. Mùa xuân cũng là biểu trưng của sự trẻ trung bừng dậy, nồng ấm tròn trịa tao nhã và thanh cao. Sau Tết cổ truyền của dân tộc, con cháu trong gia tộc tổ chức lễ mừng thọ, chính là nơi hội tụ những tấm lòng gắn bó, tình yêu thương con người, cả dòng tộc và bà con lối phố. Đây cũng chính là dịp để các con trai con gái, dâu hiền rể thảo, các cháu chắt nội ngoại xa gần về sum họp trong tổ ấm của đại gia đình. Mừng thọ cho ông bà cha mẹ để đền ơn đáp nghĩa công sinh thành dưỡng dục. Những người làm chương trình chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu cùng gia đình dân tộc những thước phim ghi lại buổi lễ mừng thọ mang đậm truyền thống uống nước nhớ nguồn. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Làm con chữ hiếu làm đầu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Xuân về hoa nở tốt tươi, xuân về cả nước khắp nơi tưng bừng. Trải bao sương gió dãi dầu, yêu con thương cháu cụ đâu quản gì. Xưa kia nghèo đói cụ ơi, một thời vất vả cuộc đời gian truân. Bây giờ con cháu lớn khôn, làm ăn thành đạt nhờ ơn phúc nhà. Xuân này cụ được vinh quang, cả nhà cùng vui. Nhờ ơn phúc ấm tổ đường, ơn đảng, ơn bác, thật là quang vinh. Cây có gốc mới nở cành xanh lá, nước có nguồn mới bể cả sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu? Gốc từ tiên tổ, rồi sau có mình. Câu ca xưa cứ đeo đẳng
cho ta mãi suốt cả cuộc đời. Nhiều lúc ta cố gắng suy tư, ta không nhìn ngắm, có để tìm ra ý nghĩa của nó. Nhưng ý nghĩa đó cứ như bóng rồng ẩn hiện, như mây trời hợp tan, thật khó mà biểu hiện vẹn toàn, như ảnh, như tranh để mà chiêm ngưỡng. Phải chăng cái thiết tha chiều níu đầy quyến rũ của quê hương tầm tộc còn có chiều sâu kín, có mặt tiềm ẩn lăm lanh trong tâm hồn những người con? Chim có tổ, người có tông, ân đức nhiều đời luôn ghi nhớ. Nước có nguồn, cây có cội, truyền thống luân thường chớ lãng quên. Con người ta ai cũng được sinh ra trong vòng tay của cha, trong lời ru của mẹ, trong cái nôi của dòng họ. Dù cao sang phú quý hay thấp kém nghèo nàn, cũng đều có tổ có tâm, như cây có gốc, như sông có nguồn. Đó cũng là lời tăng dạy của cha ông cho đời đời con cháu mai sau. Dẫu có thành đạt ở bất cứ phương trời nào, cũng đều phải luôn khắc sâu tâm khảm, nhớ về cội nguồn, tri ân tiên tổ, là truyền thống đạo lý từ ngàn xưa của cha ông để lại, mà con cháu đời sau có trách nhiệm giữ gìn. Cây có gốc mới nở cành xanh lá, nước có nguồn mới biển cả sông sâu. Người ta nguồn gốc ở đâu? Gốc từ tiên tổ rồi sau có mình. Công tiên tổ tác thành từ trước, con cháu sau mới được hiển vinh. Từ ngàn xưa tập quán thờ phụng tổ tiên, tưởng vong cội nguồn đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh của cộng đồng người Việt. Thuần phong mỹ tục này biểu đạt lòng tri ân đức cao vọng trọng của liệt tổ liệt tông, khơi dậy truyền thống con cháu hiếu nghĩa thảo hiền, tôn vinh đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Thưa cha mẹ, nhờ hậu phúc của tổ tiên, nhờ công ơn cha mẹ, chúng con nay đã giang phận đủ đầy vì gia ấm tử. Và trong ngày lễ trọng đại mừng thọ mẹ cha, kính xin người nhận lễ tạ ơn của con cháu, nguyện vun trồng chữ hiếu vời vợi ân quang. Kính thưa cha mẹ, một trong những hạnh phúc của chúng con là cha mẹ còn tại thế. Chúng con hôm nay đã lên ông bà mà cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, an khang, tinh thần minh mẫn thì không hạnh phúc nào bằng. Sở dĩ chúng con có được niềm vui hội tụ ngày hôm nay là nhờ phúc ấm tổ tiên, nhờ cha mẹ sống hợp lẽ trời, yêu lang động, thương con quý cháu, cư xử chừng mật ôn hòa. Đó là bài học mà suốt đời tất cả chúng con luôn ghi lòng tạc dạ để trưởng thành. Anh em chúng con rất tự hào vì cha mẹ là những người lao động chân chính tàn tần, một nắng hai sương để nuôi chúng con từ hạt lúa củ khoai chân chất. Tất cả chúng con được hưởng những bữa cơm đậm ấm, thấm đẫm ân tình ấy, nên tất cả chúng con đều đã thành người chăm chỉ, làm việc lao động lương thiện để thành công. Lễ mừng thọ cho cha mẹ hôm nay ngoài ý nghĩa thiêng liêng là tỏ tấm lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà cha mẹ, còn có ý nghĩa nhắc nhở cháu con giữ gìn truyền thống gia đình, kính trên nhường dưới, đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau khi may mắn cũng như hồi loạn hẳn, để ông bà cha mẹ chúng ta được vui lòng và hạnh phúc tuổi già. Kính thưa cha mẹ, nhân loại có bao nhiêu con người, ắt cũng bấy nhiêu bản tình ca về cha mẹ. Song có lẽ nhiều nhất là những bản tình ca không lời,
bởi vì không có lẽ lời nào nói hết được tấm lòng cha mẹ thương con. Cha mẹ là tất cả, cha mẹ là biển rộng bao la, cha mẹ cho con từ không thành có, từ có thành lớn khôn, từ những cơn đau xé ruột thành những giọt nước mắt mồ hôi. Cha mẹ đều cho con tất cả. Đường con đi, đất trời con nhìn thấy, sông biển con vượt qua đều là của mẹ, của cha. Chia sẻ vun đắp, một miếng con ăn, một hơi con thở, hạnh phúc con thừa hưởng, khổ đau con chịu đựng. Không có mẹ cha sao có con được. Máu chảy trong con người con cũng là của cha, của mẹ. Cha mẹ ơi, chúng con cầu vạn lần bên cha mẹ, nương bóng con từng thương yêu. Tóc cha đã ngả màu xương, tình cha gió khắp nẻo đường con đi. Cứ con cha mẹ quản chi, long đong lật đật xá gì tấm thân. Tình cha nghĩa mẹ vô ngần, làm sao báo đáp sướng công một lần. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Làm con chữ hiếu đi đầu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Chúc mừng cụ tuổi 70, tinh thần thông thái, nụ cười lạc quan. Mừng cụ đã được tuổi cao, chúc cụ trăm tuổi xuân càng xanh hơn. Nhớ câu uống nước nhớ nguồn, công ơn cha mẹ Thái Sơn cao vời. Chúc cụ đạt được tuổi trời, để cho con cháu ngàn đời nhớ ơn. Ai cũng có cha, có mẹ. Cha mẹ cho chúng ta tất cả, kể cả những cái hôm nay tự mình làm ra, những cái mai sau, mỗi chúng ta để lại cho đời những tình hoa. Cuộc sống ấm êm hạnh phúc hôm nay đều của cha mẹ ban cho ta. Tình cha mẹ cao như núi Thái Sơn, như nguồn nước không bao giờ cạn. Các con cháu cầu chúc cho cha mẹ khỏe, nhìn đàn con cháu vững bước trưởng thành trên trường đời hôm nay và mai sau. Nói đến mùa xuân là sự giao hòa của đất trời. Mùa xuân là mùa đâm chồi nảy lộc của muôn loài cỏ cây hoa lá. Đúng rồi. Và nó cũng chính là dấu mốc ghi lại tuổi tác của mỗi con người. Xuyên suốt chiều dài 3/4 thế kỷ, hôm nay là ngày mà cha được đón nhận mùa xuân của đất trời ban tặng. Nhưng đây lại là những món quà vô giá mà cha đã dành cho chúng con. Chúng con biết rằng không sách nào ghi hết công cha, chưa bút nào tả hết nghĩa mẹ. Dù rằng nước biển mênh mông cũng không đong đầy tình mẹ, mây trời lộng lộng cũng không phủ kín công cha. Chính vì thế mà hôm nay chúng con sum họp tại đây được quây quần bên cha, trong không khí nồng nàn ấm áp này được hưởng những dư hương của cha dành cho chúng con. Kính thưa cha, công cha như núi Thái Sơn,
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha nghĩa mẹ thì không gì so sánh nổi. Chúng con có nói bao nhiêu và làm như thế nào thì cũng không đền đáp được công cha nghĩa mẹ. Chỉ biết rằng trong ngày vui hôm nay được bày tỏ tấm lòng mình bằng mấy lời ngô nghê mộc mạc, đó là lời kính chúc thành tâm. Chúc cha mãi mãi thọ trường, mãi mãi là ánh thái dương soi đường cho chúng con đi. Công cha nghĩa mẹ tháng ngày, công ơn dưỡng dục những ngày ấu thơ. Xin được gửi tới quý vị những lời cảm ơn và chúc tất cả quý vị bước sang một năm mới cùng gia đình sức khỏe và đôi ba đầy khác. Trời đã thức giấc, chim mến bay đầy trước sân. Cha đang ở bên hiên nhặt lá mai đón xuân về. Mẹ cười tươi thật vui cùng đứa em mắt xanh ngời. Đang chuẩn bị mâm cơm đón ông bà. Dọn ra về nhà đón Tết sau tháng năm mình bốn ba. Quay quần bên mẹ cha dùng bữa cơm với gia đình. Cho nhau lời chúc yêu thương, Tết ơi Tết à, Tết là phải đi về nhà. Cả năm trôi phiêu bạc gần xa, bùng bạc khắp nơi khó khăn vất vả. Tết đến thì về bên mẹ cha, nơi đó người ta mới gọi là nhà. Mẹ đã yếu da cũng đã già, có mong gì ngoài chờ mong ta. Quăng hết đi những điều buồn bã, để đi về nhà Tết ơi Tết à. Trời đã thức giấc, chim mến bay đầy trước sân. Cha đang ở bên hiên nhặt lá mai đón xuân về. Mẹ cười tươi thật vui cùng đứa em mắt xanh ngời. Đang chuẩn bị mâm cơm đón ông bà. Dọn ra về nhà đón Tết sau tháng năm mình bốn ba. Quay quần bên mẹ cha dùng bữa cơm với gia đình.
tìm lại những ngày tháng êm đềm, âu yếm trong vòng tay che chở của cha mẹ, nâng niu các con trong giấc ngủ trưa, trong câu ca dao ngọt ngào của mẹ. Công đức cha mẹ như núi cao biển rộng, ơn cha mẹ nghĩa sinh thành, chúng con khó đáp đền. Quả để chúc mừng ông, thì có một cái mấy phần thơ tặng ông ạ. Mừng cụ hai năm nay tuổi thân thân, được vào bậc tuổi hiếm trong dân, tổ tiên trời Phật bằng nhiều lòng phúc đặng hành năng, cụ vẫn vững chân chân chào. Nhờ công tổ tiên, nhờ tổ tiên đã dành cho tôi tuổi 70, hôm nay ông bà thông gia, ông bà Dung Chu ra chúc mừng thọ cho gia đình tôi và tôi. Xin chân thành cảm ơn hai ông bà. Em ơi vốn nên một tiếng thở, người đã xót.
mời người dân. Trà này như vậy người ơi, mỗi người mỗi chén cho con họ vui lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với nụ cười. Thank you.
Niềm vui năm nay trong dịp chào đón xuân mới Giáp Thìn 2024. Ngày hôm nay xin được vui mừng và chào đón sinh nhật diện đến từ quý ông quý bà. Xin được cảm ơn gia đình, người thân, khách mời đã đến tham dự chương trình, tới chúc mừng và cùng đến với tiệc sinh nhật tuổi 70 để chúc mừng cho ông Nguyễn Hữu Hải. Thưa quý vị thân mến, ơn tổ tiên phụ nhân tích đức để cho con hưởng phúc lộc an hòa, ngọt bùi những lúc đắng cay, hưởng ngày hạnh phúc nhớ ngày dân xuân. Hôm nay con cháu quây quần chúc mừng thọ cụ ngập tràn niềm vui. Thưa quý vị thân mến, mừng thọ là một việc làm thể hiện đạo lý uống nước nhân nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, bày tỏ tấm lòng thành kính của con cháu đối với ông bà cha mẹ. Mừng thọ là việc làm để tôn vinh người cao tuổi Việt Nam. Và ngày hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại khi những người con, người cháu trong gia đình được long trọng và tổ chức tiệc mừng sinh nhật tuổi 70. Tiệc mừng đến ông Nguyễn Hữu Hải và đến tham dự chương trình trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị đã cùng chung vui và cùng dành tặng lời chúc mừng. Thưa quý vị thân mến, và đã gửi tới quý vị những lời cảm ơn cũng như ngay bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu và mời ông Nguyễn Hữu Hải sẽ cùng hiện diện vào sân khấu có lời phát biểu lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Trân trọng được kính mời. Rất mong quý vị chúng ta cùng dành tặng một tràng vỗ tay lớn cùng đông nhiệt chào mừng. Xin cảm ơn MC. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, họ hàng, hàng xóm, các vị cùng các vị khách quý, ngày hôm nay nhờ phúc tổ tiên, tôi được tổ chức mừng thọ tuổi 70 với không khí chan hòa đầm ấm. Sự có mặt của các cụ, các ông, các bà cùng những vị khách quý đến chung vui và mừng thọ cho tôi. Lời đầu tiên, tôi và gia đình xin kính chúc các cụ, các ông, các bà một sức khỏe và lời chào thân ái. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, tôi được tuổi 70 nhờ phúc ấm của tổ tiên trong buổi lễ mừng thọ ngày hôm nay. Xin cảm ơn người vợ của tôi, các con, gái, dâu rể và các em trai đã tạo mọi điều kiện tổ chức mừng thọ cho tôi. Tôi xin được cảm ơn các cụ, các ông, các bà, họ hàng nội ngoại, các vị khách quý và nhân dân bản xóm đến chung vui mừng thọ cho gia đình tôi. Tôi không biết nói gì hơn nữa, xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà và những vị khách quý. Xin mời toàn thể mọi người hãy nâng chén rượu chúc mừng tuổi 70 cho tôi. Tôi xin chúc toàn thể các cụ và mọi người có sức khỏe dồi dào hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Và tôi xin cảm ơn chương trình văn nghệ của các cháu đã phục vụ tôi và gia đình tuyệt vời. Xin cảm ơn hai cháu. Vâng, thưa quý vị thân mến, tuổi 70 và đây cũng là một trong những khoảnh khắc rất tuyệt vời mà tất cả những người con, người cháu cũng như một hậu phương vững chắc mà bác đã chia sẻ vừa qua. Cảm ơn đến gia đình, người thân cùng tất cả quý vị đã đồng hành trong một cái tiệc sinh nhật mừng tuổi 70, mừng thọ 70 cùng với gia đình ông Nguyễn Hữu Hải trong buổi lễ ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, phải nói rằng một hậu phương vững chắc bên cạnh đó để chèo lái con thần tình yêu của mình ngày xưa đến ngày hôm nay cần phải có sự đồng hành tiếp theo. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ được giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Sướng ạ. Vâng ạ, là một trong những phu nhân tuyệt vời nhất ngày hôm nay sẽ cùng diễn kiếm sân khấu để đồng hành cùng với câu chuyện tình yêu trong mấy chục năm về trước. Con xin được mời bà Nguyễn Thị Sướng ạ, sẽ cùng đồng hành và đứng cạnh ông Nguyễn Hữu Hải. Xin được trân trọng kính mời bà. Nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay sự hiện diện đến từ ông Nguyễn Hữu Hải và bà Nguyễn Thị Sướng. Kính thưa quý vị thân mến, và để cùng chúc mừng cho điều đó thì rất mong quý vị chúng ta cùng đồng thanh vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng cho buổi lễ ngày hôm nay. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, và một cuộc tình trong mấy chục năm về trước đã có những thành quả,
những sóng gió, những khó khăn, và đến ngày hôm nay sự hiện diện của tất cả quý vị cùng với người con người cháu ngay bây giờ đây sẽ là một trong những khoảnh khắc được thề tựu bên nhau, được chung vui và cùng chứng kiến những thành quả của mình. Và ngay bây giờ chúng tôi mời tất cả những người con người cháu, dâu rể cùng các cháu sẽ hiện diện vào sân khấu để cùng chung vui, cùng chụp ảnh với ông bà bố mẹ. Xin mời quý vị. Chúng tôi mời đến ba người con gái, những người con rể cùng với những người cháu. Mời tất cả quý vị chúng ta cùng vào sân khấu để đồng hành với bố mẹ, với ông bà để cùng chung tay và cùng nhau đến với một trong những khoảnh khắc rất yêu thương, rất ngọt ngào, những tầng bánh để chung vui với tuổi 70. Xin mời quý vị. Một khoảnh khắc đặc biệt tiếp theo, sự hiện diện, sự thể tiệu đến từ tất cả những người con, người cháu chúng ta đã đồng hành để cùng chung vui với ông bà, với cha mẹ. Là một điều đặc biệt quan trọng mà chúng con mong muốn rằng được cảm ơn đấng sinh thành đã sinh ra chúng con và kính chúc đến cha mẹ mãi mãi trường tồn bên chúng con, chúng cháu. Và ngay bây giờ đây thì mời tất cả gia đình chúng ta cùng hướng tầm nhìn vào sân khấu ạ. Và đến với hình ảnh mà hai ông bà, chúng con xin được kính mời đến ông Hải, bà Xứng sẽ cùng nắm tay nhau và cắt những tầng bánh ngọt ngào này để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày vui hôm nay cùng những người con, người cháu của mình. Và bây giờ con xin được mời ông bà sẽ cùng cầm dao đi ạ, cầm chiếc dao tình yêu ạ. Đây cũng là một trong những chiếc dao là minh chứng cho sự ngọt ngào, sự trầm ái của mình trong suốt mấy chục năm vừa qua. Và ngay sau đây con xin được mời các ông bà, mời hai ông bà sẽ cùng nắm tay nhau đi ạ. Ông bà cùng nắm tay nhau đi ạ. Mời hai ông bà cùng nắm tay nhau, cầm tay nhau đi ạ. Mời ông bà, hai cả hai ông bà cùng cầm tay nhau đi ạ. Vâng ạ, và ngay bây giờ thì có quý vị chúng ta cùng đến với những nắm tay thật chặt, sự hiện diện đến từ nhân vật quan trọng cùng với gia đình, người con, người cháu đã lan tỏa rất nhiều những giá trị tinh thần. Đó là tình cảm của quý vị chúng ta đang dõi theo những tầng bánh mà tất cả những người con, người cháu đã sẵn sàng để chuẩn bị và mong muốn mời ông bà sẽ cùng cắt bánh. Và đây là khoảnh khắc tuyệt vời hơn nữa để cùng gửi tới thân điệp chúc mừng thì rất mong quý vị chúng ta cùng đồng thanh một vỗ tay lớn hơn nữa để cùng chúc mừng cho ngày hôm nay quý vị ơi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau khi chúng ta cùng cắt bánh thì mời quý vị chụp ảnh luôn ạ. Chúng tôi tên mời quý vị và mời các anh cha bà trẻ rủ giúp chúng tôi những tầng bánh từ xuống phía dưới được không ạ? Chúng tôi xin được mời hai bạn trai giúp chúng tôi tận mệnh tuyên truyền bên dưới nhé. Phim đặc biệt ý nghĩa đến từ ông bà cùng với những người con người cháu ngay giờ đây sẽ cùng thề tiểu tại sân khấu chính để đồng. Những thành quả của ông bà trong những năm chung sống cùng nhau đã trao lại các thời tình yêu của mình đến bến bờ hạnh phúc ngày hôm nay. Chàng rể quý, chúng ta vẫn thường quan niệm rằng con rể cũng như con trai, và đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, sự đồng hành cùng với những người con, sự tề tựu đông đủ. Một niềm động viên rất lớn. Thưa quý vị thân mến, chúng ta vẫn thường quan niệm rằng con cái là tài sản vô giá, và ngày hôm nay một tài sản tuyệt vời nhất là những người con mà bố mẹ được trông thấy rằng những người con đó, những thành quả đó đã có một cuộc sống riêng, cuộc sống hạnh phúc, điều thầm mong ước đến từ đấng sinh thành. Cảm ơn tình cảm tuyệt vời đến từ gia đình chúng ta, sự đồng hành của quý vị, đó là một điều hạnh phúc. Người thân, cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với chương trình trong buổi lễ ngày hôm nay. Có các con, các cháu chắc cùng họ tộc nội ngoại, tất cả đều sum họp trong một khung cảnh của quê hương đang tràn đầy sức sống. Chúc cho cụ bách niên
tai lão, sống vui cùng các con cháu chắt và gia đình quê hương sầm tập. Kính thưa cha mẹ, kính thưa ông bà, xuân nay nơi giữa trang trọng của ngày đại lễ, cha mẹ, ông bà của chúng con được đón nhận những lời vàng ý ngọc, những ly rượu nồng ấm tình cảm yêu thương. Và trong thời khắc thiêng liêng này, những tháng ngày quá khứ lại chảy về với chúng con, và dòng thời gian cứ chảy dài vô tận theo năm tháng cuộc đời. Mới ngày nào chúng con còn non nớt trong vòng tay trìu mến thân thương của cha của mẹ, mà hôm nay chúng con đã trưởng thành lớn khôn vì xa ấm đầm. Kính thưa cha mẹ, trên thế gian này có nhiều lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất vẫn là trái tim của người mẹ và tấm lòng của người cha. Dù con đếm được những hạt cát nhưng không đếm được tấm lòng của mẹ cha. Dù con đang được khoảnh khắc sớm chiều nhưng không đo được tình yêu của cha mẹ. Suốt cuộc đời dường như cha mẹ sống cho chúng con, che chở cho chúng con vững bước vào đời. Về chia vui với cụ hôm nay có đông đủ bà con họ hàng nội ngoại, các cụ đồng niên đồng tuế, các vị thông gia, các con cháu trong thân tộc. Người gọi cụ là bác, là chú, là ông. Có các bạn bè thân hữu với các con cháu trong gia đình. Ngày xuân cùng tụ hội họp, vui mừng thọ người thân. Mọi người ngồi quanh bàn tiệc, nâng cốc bia vàng chúc cho nhau đời đẹp từ xuân thắm sắc màu. Đá vàng còn đó in gìn giữ đạo nghĩa tổ tông mãi bền lâu. Nhớ ơn tiên tổ, ơn mẹ cha, đạo lý luân thường nhắc nhủ ta. Ai thờ đau thương từng đếm trải, ai thờ gian khó đã kinh qua. Hạnh phúc gia đình nay đầm ấm, con cháu sum vầy thắm đẹp hoa. Uống nước nhớ nguồn luôn tàn giả, hiếu nghĩa vẹn tròn tiếng thơm xa. Nhân buổi mừng vui chúc ông bà, nhờ ơn tiên tổ bốn mùa hoa. Chúc tình cốt nhục càng sâu lắng, tương liên gắn bó nghĩa đậm đà. Giữ đạo hiếu chung đời tiếp nối, theo gương cần kiệm kế ông cha. Đại gia phúc thêm đẹp đời thêm đẹp, đời đẹp là xuân của mọi nhà. Mừng xuân tuổi già xuân cháu con, những lời tâm huyết nghĩa vương tròn. Chúc tình đậm thắm cùng năm tháng, đẹp mãi tình đời đẹp nước non. Chúc quê đẹp mãi mùa trái ngọt, gắn bó vẹn đời tấm lòng son. Yêu nước thương dân vâng ý bác, trung thành theo đảng mãi chẳng mòn. Xuân về đất nước nở muôn hoa, mừng cụ thành viên của quê nhà. Cay đắng ngọt bùi được nếm trải, khó khăn gian khổ đã kinh qua. Dạy dân con cháu được hiếu nghĩa, phụng dưỡng mẹ cha giữ đạo nhà. Tuổi trẻ đã qua đến tuổi vàng, tuổi nay hy đó vẫn an khang. Thời gian để lại xương pha tóc, ngày tháng đi qua vẫn sạm ra. Con cháu dạng danh người nối dõi, cha ông mắt mặt kẻ khơi dòng. Chào năm mới trong sắc tươi hoa đào, mình dù nhau cùng mua lá rong, gói bánh chưng, luộc bánh.
nhà. Mừng một năm mới đến, mừng một mùa xuân sang, nào cùng nhau hát lên bao khúc ca yêu thương. Chúc cho năm mới luôn tươi vui cùng hạnh phúc ngọt ngào, rất ngọt ngào, quá ngọt ngào. Thank you.
trong mỗi ngày.